Ngày 23 tháng 10, Công an huyện Krông, Gia Lai cho biết đang điều tra vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng giữa hai xe máy làm hai người chết trên địa bàn. Vụ tai nạn xảy ra chiều ngày 22 tháng 10 tại đoạn đường Hai Bà Trưng, tổ dân phố 2, thị trấn Krông, huyện Krông. Thời điểm trên, xe máy do anh Nguyễn Ngọc Trường, 25 tuổi, chú thị trấn Krông, cầm lái đi từ hướng thị trấn Krông vào xã Tơ Tùng. Khi đến đường Hai Bà Trưng, xe này va chạm với xe máy do anh Huỳnh Thúc Thành, 36 tuổi, chú cùng thị trấn Krông, cầm lái chạy hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến anh Huỳnh Thúc Thành chạy xe giao hàng ngã xuống đường tử vong tại hiện trường. Trong khi đó, anh Nguyễn Ngọc Trường cũng bị thương rất nặng và đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.